các bạn đến 3. Gia tốc thì không khó lắm. Gia tốc. Bây giờ chúng ta lại xin nhắc lại như sau. Tại thời điểm T, x bằng x1, sau thời điểm này một khoảng thời gian T0, tức là đến T phẩy bằng T cộng T0, thì sao chúng ta tính được x bằng x2, và chúng ta cũng tính được V. X bằng x2 là tính ở phần 1, còn tính V là phần thứ hai. Nhưng trong trường hợp này tính gia tốc thì theo tôi chúng ta cũng không nhất thiết phải tính V, nên ta bỏ V, nên tôi xóa V đi là vì thế. Thì khi biết x bằng x2 rồi thì tính gia tốc thì ta chỉ được tính như sau thôi. Gia tốc A bằng trừ omega bình phương x, cái xy này sẽ được thay bằng x2, tôi viết luôn x2. Thì cần phải hiểu rằng đây là gì? Gia tốc tại thời điểm T phẩy, tức là sau thời điểm T một khoảng thời gian là T0. Nhưng nếu đề bài mà hỏi trị số độ lớn gia tốc, hay là trị số độ lớn gia tốc thì lúc đó A nó sẽ bằng omega bình phương xy. Xy này được thay bằng x2. Tính xong gia tốc. Như vậy trong cái bài toán số 2 này, ta xây dựng dưới góc độ bài toán không có số liệu, mà đây là bài toán hoàn toàn tính toán một cách tổng thể. Nên vào các trường hợp đặc biệt hay vào một thời điểm nào đấy, các bạn đều có thể thay vào và biến đổi như thế này, thì chúng ta đều thu được kết quả. Và cái bài hệ thống bài tập này chúng ta cũng sẽ gặp nhiều trong các cái bài tập mà vận dụng trong quá trình ôn thi, kể cả tốt nghiệp lẫn thi đại học sau này đối với các bạn. Sau đây ta có thể đưa ra một cái ví dụ nho nhỏ như thế này. Bốn là một cái ví dụ minh họa cho bài tập số 2 la mã này. Chẳng hạn, ta đưa ra một ví dụ minh họa như thế này. Có một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng có chu kỳ là T. Chu kỳ là T. Vì con đây là con lắc lò xo nằm ngang rồi, nên ta biết khối lượng của vật M bằng 100 gram chẳng hạn. 100 gram. Tại thời điểm T, vật ở vị trí có ly độ x bằng 3 cm, thì sau đó một khoảng thời gian bằng T trên 4, vật có tốc độ 60 cm trên giây. Bài hỏi độ cứng K của lò xo là bao nhiêu? Tôi xin đọc lại đầu bài. Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng có chu kỳ là T. Giả sử tại thời điểm T, vật ở vị trí có ly độ 3 cm, thì sau đó một khoảng thời gian T trên 4, vật có tốc độ 60 cm trên giây. Tính độ cứng K của lò xo nếu biết quả nặng có khối lượng 100 gram. Thế thì với bài tập này ta thấy ngay là gì? Tại thời điểm T, xy bằng 3 cm, thực chất đây chính là xy 1. Sau khoảng thời điểm T một khoảng 1/4 chu kỳ, có nghĩa là đến thời điểm T phẩy bằng T cộng T trên 4 thì tốc độ là 60 cm trên giây. Bài tìm K cho M. Thế trong trường hợp này muốn tìm được độ cứng K của lò xo thì bắt buộc các bạn phải tìm được omega, bởi vì omega bình phương bằng K chia M đối với con lắc lò xo nằm ngang.
Thế M thì biết rồi, muốn tìm được K thì phải tính được omega. Thế giờ tay nhìn lại bài, nếu tinh ý ra thì các bạn tính nhầm và ra ngay kết quả. Đây nhé, các bạn có thể thấy như sau. Tại thời điểm T x xì bằng 3cm là x xì 1. Đến thời điểm T phải bằng T cộng T trên 4, có nghĩa là T0 1 phần 4, tốc độ bằng 60cm trên giây. Thì đây, chúng ta vừa mới nhét xét trường hợp đặc biệt thứ nhất đây. Tốc độ V bằng omega x xì 1. Thế thì đây ta chỉ thấy ngay là V bằng omega x xì 1, tốc độ. Tốc độ 60cm trên giây này, tốc độ tại thời điểm T phẩy, tức là sau T phần 1 phần 4 chu kỳ, khi đó các bạn sẽ tính được omega bằng V trên x xì 1 bằng 30 chia cho 3. 60 chia cho 3 bằng 20 radian trên giây. Từ đó các bạn tính được K bằng M omega bình phương bằng, ở đây M cho 100 gram thì ta đổi ra là 0,1 kg, omega là 20 bình phương, thì kết quả K bằng 40 newton trên mét. Trong đề thi đại học năm 2012 cũng có một câu hỏi tựa tựa như thế này. Đó là một cái con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với chu kỳ là T. Lò xo có độ cứng K bằng 100 newton trên mét, tức là người ta cho K tại thời điểm T vật ở vị trí có đi độ 5cm và sau đó một khoảng thời gian T trên 4 thì có tốc độ là 50cm trên giây. Hỏi khối lượng của quả đạn thì chúng ta cũng hoàn toàn làm thế này. Thật V ta biết rồi, x chỉ 1 biết rồi, các bạn tính được omega. Từ đó các bạn dùng công thức omega bình phương bằng K trên M. Biết K, biết omega rồi thì tính được khối lượng M. Các bạn có thể tính rất nhanh những bài tập kiểu như thế. Và tất nhiên có những bài phức tạp hơn mà nếu mà cho kiểu dạng như thế này và cứ thì các bạn vẫn có thể tính được. Sau này trong các bài tập vận dụng thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Trên đây là hai bài tập vận dụng phương trình dao động điều hòa để tính toán, giúp cho các tính toán các cái việc như là tìm T ở các cái thời điểm T và ngược lại là thời điểm T bằng cái này, thời sau T bằng bao nhiêu thì tốc độ, ly độ, gia tốc bằng bao nhiêu. Thì những cái bài tập này có tính chất giúp cho các bạn rèn về kỹ năng tính toán để sau này các bạn vận dụng vào giải các bài tập nó được nhanh gọn hơn. Sau đây thì cũng có phần bài tập về nhà, tôi sẽ gửi các bài tập về nhà để các bạn tính toán và mong rằng các bạn cố gắng làm bài tập để chúng ta vận dụng để tạo ra một cái cách tính rất là nhanh. Sau này khi đi thi các bạn sẽ tính toán nó sẽ nhanh để cái kết quả sẽ mang lại hiệu quả hơn. Bài học của chúng ta đến đây là hết.